Thôi chào bé. Dạ chú. Cho hỏi cháu tên gì? Dạ con tên Hiền chú. Số điện thoại. Dạ số của con là 0918824614. Nếu mà anh chị nào có một nhu cầu mua xe hoặc là cần thông tin gì về xe thì có thể gọi cho con để con tư vấn cụ thể hơn nha. Cháu đọc lại số điện thoại chú nghe không rõ lắm. Số điện thoại là 0918824614. Hiền ạ. 0918824614. Rồi. Cháu đọc nó liền quá rồi. Dạ. Bây giờ cháu giới thiệu cho chú mấy chiếc Innova ha. Dạ, hiện tại thì bên con về rất là nhiều Innova, có 22, 26, 27. Nhưng mà không biết là chú đang tìm kiếm những chiếc xe Innova có giá trị từ bao nhiêu ạ? Từ cái giá rẻ nhất. Giá rẻ nhất thì bên con hiện tại có 3 chiếc Innova, 22 và 1 chiếc 23. Chiếc này là chiếc 22 đi lên. Xe này thì bên con mới ra biển số ha, số người đang bán với giá là 265 triệu. 265 triệu. Và bên con có hỗ trợ ra tên luôn. Để chú coi cái nội thất đồ tí xíu ha cháu ha. Dạ. 265 triệu hả chú bé? Dạ đúng rồi, 265 triệu. Khóa lại rồi. Da mình mới bọc đúng không? Dạ đúng rồi, da mới bọc luôn á chú. Da này nọ mới bọc ha. Có lên màn hình OLED đàng hoàng. Cái này bán e cháu? Dạ, cái này là bản Z lên, bản thiếu lên đó. Bản Z lên. Dạ đúng rồi, cái này là bản e thiếu. E thiếu. Dạ, nhưng mà bên con đã lên hết là đồ chơi với lại là lên hai điện thoại hết rồi. Lên đầy đủ hết. Rồi về cái nước sơn còn sao bé? Bên con có dặm tốt một vài chỗ rồi, thì về salon phải bị dặm mát lại cho đẹp á. Dặm tốt vài chỗ. Dạ. Xe lên đồ chơi đầy đủ ha, kính gập tự động đồ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đây nè, có đường dây điện ra nè. Dạ. Hay là dây xong. Dây đèn led này. Cái dây điện đó nhưng mà chắc là do kỹ thuật mới về chưa có lắp ráp hết á, nên nó động bị nhiễm kém một chút. Nhưng mà không sao, khi mà anh chị mua xe bên con thì con sẽ hỗ trợ mình làm những cái điều mà anh chị không thích ha. Rồi tiếp chiếc khác đi bé. Tiếp chiếc khác, chiếc rẻ thôi. Chiếc này vậy là được rồi. Nói chung về ngoại thất bên ngoài rồi thì rất là đẹp rồi ha. Dạ. Để chú xem vỏ chút xíu thử xem nè. Cái vỏ thì nói chung cũng còn được 50% ha. Dạ. Đúng không? 60%. Khoảng 50-60%. Dạ. Rồi chiếc này luôn bé nè. Chiếc này. Chiếc này thì 2013. Con đang bán với giá là 275 triệu, vẫn còn thương lượng về. 275 triệu bán. Dạ. E. Dạ đúng rồi bạn nghe, hiện tại bên con đã rút hồ sơ rồi. Nếu mà khách hàng mua xe trong thời gian này thì bên con sẽ hỗ trợ qua rút hồ sơ với sang tên luôn. Dạ. Để chú xem nội thất thử coi. Nội thất zin của nó luôn. Dạ đúng rồi. Chính hãng luôn nhưng xe mà về luôn, còn bên con chưa làm gì hết luôn. Những chiếc xe này thường thường là nó là xe xe chạy dịch vụ đúng không chứ? Hay thì xe gia đình? Block thường là mấy chiếc xe này thì gia đình họ có kết hợp với dịch vụ rồi. Kiểu như chạy thương quyền á chú, người ta từ bỏ, người ta tự chạy luôn nên người ta cũng giữ kỹ lắm. Xe nhà họ chạy cũng giữ kỹ đúng không? Dạ đúng rồi. Trần đồ trần nỉ còn nguyên zin luôn ha? Dạ. Cái này thì chưa lên màn hình. Dạ, cái này thì còn nguyên bản luôn. Nguyên bản luôn. Hồi nãy cháu nói chiếc này giá nhiêu? Dạ 275 triệu. 275 triệu còn thương lượng. Nếu mà anh chị nào mà mua xe này thì bên con sẽ hỗ trợ ba rút hồ sơ sang tên, tại vì hồ sơ con đã rút rồi, còn đăng kiểm thì hết tới tháng 4. Nhưng mà nếu mà ai mua xe thì bên con cũng hỗ trợ tất cả luôn cho mọi người. Rồi chiếc nào nữa bé? Dạ chiếc này 2012 chứ. Xe này 2012 giống cái kia. Chiếc trang luôn, 265 triệu. 265 triệu. Dạ. Là rẻ hơn. Cái này mâm còn mâm sắt ha. Dạ đúng rồi, mâm sắt. Cái chiếc hồi nãy ra khoan để chú nhìn lại cái chiếc nãy, cái dàn mâm với lại vỏ rồi nó đẹp quá cháu, vỏ còn rất là đẹp luôn ha. Dạ. Chiếc này nè còn rất là dày dặn luôn. Chiếc còn vỏ rất đẹp, còn chiếc này thì chú thấy mâm là mâm sắt, cái này mình lên bộ mâm mới nữa ngon ha. Dạ. Rồi mâm sắt mà vỏ thì mòn quá bé ơi. Dạ. Cái này chiếc này nhiêu cháu? Dạ 265 triệu luôn. 265 triệu. Cái chiếc này được có cái là nó là mình thấy cái mức độ zin của nó còn khá ổn ha. Nhưng mà mâm vỏ rồi thì thấy không đẹp. Cái này có lên màn hình OLED rồi luôn nè. Nội thất này mình mới bọc hay là người ta bọc cũ rồi mà. Người ta bọc nhưng mà vẫn còn rất mới ha. Dạ.
này thì được lên màn hình rồi, ra hành trình đầy đủ rồi, mình mua về mình chạy thôi. Mâm này là mâm đúc hả? Mới đảo qua đem đi, chiếc kia đem đi đăng kiểm. Chiếc kia đem đi đăng kiểm. Cái vỏ này vỏ xe cua. Vỏ xe cua hả? Khi nào về rồi bắt đầu ráp vỏ kia vô lại cho nó đúng không? Rồi ok. Tới chiếc nào nữa bé? Lên hết vàng Innova luôn này chiếc này. Innova luôn này chú. Xe này thì bên con đã rút hồ sơ rồi. Để ra tên luôn. Ủa cái chữ Innova nó đâu? Bao là mâm nó giống mâm này đúng không? Mâm mới đúng không? Bao rút hồ sơ đâu rồi? Rút hồ sơ rồi. Rút hồ sơ rồi thì trong anh chị mua xe trong thời gian này thì con sẽ ra tên luôn. Như chiếc này thì giá nó nhiêu bé? Dạ, nói chung là ba chiếc 2012 thì tầm 265 hết đó chú. Giá nó cũng ngang nhau hả? Quan trọng tha hồ lựa chọn, cứ lên đây lựa chiếc đẹp hay chiếc xấu là tùy ý huynh đúng không? Dạ đúng rồi. Thích chiếc nào thì mình lấy chiếc đó, giá nó cũng ngang nhau. Con này thì cũng lên màn hình OLED. Rồi ghế bọc da đồ vẫn còn đẹp ha. Dạ. Trần nỉ zin đồ luôn ha. Có cam hành trình đồ đầy đủ, có cam lùi ha. Dạ. Cũng giá đó luôn. Dạ. Con này dàn mâm vỏ đâu thì đẹp rồi nè. Dạ. Mâm hình như mới thay hả chứ? Mới vô vỏ hả? Dạ không, mâm của nó luôn á chú. Đẹp, chiếc này còn khá đẹp. Lên Innova nữa chứ. Mấy chiếc cũng được. Innova nói chung là giờ con sẽ giới thiệu chiếc 2016 ha chú ha. Hiện tại thì có 2016. 2016. Rồi đâu chiếc nào 2016 đâu bé? Chiếc này là chú con mới 2016. Xe này thì mang biển kiểm soát thành phố 51. Con này thì giá bao nhiêu bé? Dạ, con này thì tầm 406 vẫn còn thương lượng nha chú. 406 vẫn còn thương lượng, 2016. Dạ, 406 không còn thương lượng. Cái nước sơn của nó còn riêng nhiều không bé? Dạ, nước sơn còn riêng còn khá là nhiều chú, tầm lanh quanh được 90%. 90%. Nói chung là xe cũ bên con về là có giặt tuốt xe. Cái này chắc cũng bản E luôn quá. Dạ, bản E. Bản E. Mà cái dàn mã dàn từ 2016 đi nhìn dàn mâm của nó mâm lớn hay chứ? Mâm này riêng của nó hay mâm lớn? Dạ mâm rim luôn á. Rim luôn hả? Mâm này nhìn này. Mâm 16 sao á? Gầm hơn 16 chứ. Mâm 16 hay 17? 17 á, chắc 17. 17 gầm rất là cao ha. Dạ. Gầm nó rất cao, để chú coi nội thất một chút xíu ha. Dạ. Cái này lên full option nè. Dạ. Ta dán về che mưa. Đúng là 2016 nhìn nó đẹp hẳn ra luôn ha. Quá đẹp, có cam hành trình đồ đầy đủ ha. Nước sơn đồ này nọ rất là đẹp luôn. Rồi bạn nào mà muốn coi mà chi tiết hơn á, muốn coi chi tiết hơn nữa thì hãy điện cho bé. Bé gì? Bé Huyền ạ. Bé Huyền. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu mua xe hoặc là muốn biết thêm thông tin về xe, có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0918824614 gặp Huyền nha. Rồi em sẽ gửi thông tin hình ảnh xe cụ thể hơn và cho mình cái giá tốt nhất nha. Tiếp đến là chiếc Innova, chiếc này cũng 2016 luôn nha chú. Xe này thì đang mang biển kiểm soát 49. Nếu mà anh chị nào tỉnh khác muốn ra tên đổi biển thì bên con cũng sẽ có hỗ trợ bao rút hồ sơ. Mà ở Lâm Đồng thì mua thì khỏi phải bao rút đúng không? Khỏi rút đúng không? Dạ đúng rồi. Ở cháu đứng đây để sẵn chú chụp tấm hình luôn. Như vậy là nãy giờ mình giới thiệu được mấy chiếc Innova rồi bé? Giống mình giới thiệu cũng được 6 chiếc á. 3 chiếc 2012, 1 chiếc 2013 với 2 chiếc 2016. Chiếc này thì giá nhiêu bé ơi? Chiếc này thì cũng tầm 406. Còn thương lượng luôn hả? Còn thương lượng luôn. Về vỏ đồ này chú thấy còn quá đẹp luôn nè. Dạ đúng rồi. Nói chung vỏ chắc luôn á. Chắc họ mới thay. Vỏ 16 chú. Vỏ 16 còn rất là dày dặn luôn. Mâm 16 bé ơi. Mâm 16. 285 mâm 16. Rồi, nội thất đồ thì bao che ha. Còn quá đẹp luôn, trần nỉ đồ rin luôn, lên xe màn hình cam lùi đầy đủ. Xe này thì lên đủ hơn là chiếc 26 bên ngoài kia, lên cam hành trình, màn hình rồi ghế da còn rất là đẹp luôn. Chiếc kia cũng lên cam hành trình đầy đủ chứ. Chiếc nhưng mà cái đó thì chưa có màn hình chứ. Cái đó thì chưa có màn hình. Có rồi chứ? Có chứ? Có rồi. Máy chưa có. Có rồi chứ? Để đâu chú đi coi lại coi. Dạ. Có màn hình đẹp luôn mà bé.
nè đó, tại không để ý có một chiếc không có màn hình, còn chiếc này có màn hình, có chiếc ngoài kia kìa không có màn hình hả? À, úi trời, rồi xong luôn rồi. Là chiếc Innova 206, xe này dùng 100 gia đình luôn á chú, đi à. Dạ, đi rất là kỹ, xe đẹp, mang biển kiểm soát thành phố 51F, nước sơn màu đen, rất là đẹp luôn, 2016, nhưng mà chiếc xe còn rất là chắc chắn. À, chiếc này thì giá nhiêu bé? Dạ, chiếc này thì bên con đang bán với giá là 215 triệu á chú. À, 215 triệu. Hồi nãy giờ mình nói chiếc nào là rẻ nhất đây? Chiếc này hả? Dạ, chiếc này rẻ nhất, chiếc này đời thấp 206. À, là rẻ nhất là 215 triệu. Dạ. Ồ, còn chiếc mắc nhất là hồi nãy nhiêu? À, chiếc mắc nhất là chiếc 216, hai chiếc 216 á chú. À, mới á. À, chiếc này cũng lên màn hình OLED, đồ đầy đủ ha, ghế da, đồ bọc mới, đồ đẹp quá ha. Cái ghế này nó zin của nó hay là zin của chủ xe họ bán hay mình mới bọc? Dạ, bên con mới bọc đó chú. Tại vì đời nó sâu quá rồi á, nên nó hơi xuống nên bên con bọc lại cho nó đẹp. Ồ, bọc đẹp quá ha. Dạ. Rồi, màn hình OLED đầy đủ, cam hành trình đồ đầy đủ, không thiếu gì bé ha. Dạ. Ừ. Rồi, nếu mà bạn nào mà có nhu cầu thì cứ alo với lại bé Huyền. Bé Huyền ha. Tên Huyền sao mình không có nhớ lắm ta. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu mua xe hoặc là biết thêm thông tin thì cứ liên hệ với Huyền với số điện thoại là 0918824614 để em hỗ trợ tư vấn ạ. À, cháu phải đọc số là 0918 rồi 824 0918824614 chú. Này, 0918824614. Ừ. Đúng không? 268 liền kề luôn. Ờ, đúng rồi. Rồi, này bản G luôn. Đẹp, bản G zin không ta? Dạ, G zin luôn chứ, chú G xịn á. À, không, chú coi kỹ lại coi. Rồi, chân nỉ rồi còn nguyên zin luôn ha, đầy đủ ha. Rồi, rất là đẹp. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì cứ alo với lại bé Huyền ha. À, bé Huyền là chuyên Innova. Rồi sau mình sẽ cho chuyên cái dòng khác ha. Hôm nay mình quay thì, có Innova, còn nếu mà anh chị nào thích dòng khác thì bên con cũng có. Nếu mà có 4 chỗ, 7 chỗ đầy đủ ha. Nếu mà anh chị nào thích dòng gì thì cứ liên hệ số điện thoại phía dưới rồi con sẽ hỗ trợ tư vấn thêm. À, rồi mình có mua xe không? Dạ có, bên con cũng có hỗ trợ mua xe, bán xe, cái gửi. À, có nghĩa là có trao đổi gì không? Dạ có cái chú. Trao đổi rồi mua rồi luôn đúng không? Dạ. Ví dụ giờ chú có chiếc xe chú bán cho cháu rồi, cháu alo cháu có thu không? Dạ có chứ. À vậy hả? Dạ, chú cần bán xe hay mua xe thì cứ gọi cho con. À, rồi, cảm ơn cháu. Dạ. À.